Chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh. Rất vui ngày hôm nay, mặc dù là 30 Tết nhưng lại có dịp vào vườn của những người anh em. Thì sau khi vào thăm vườn thì nói như một số anh em hay nói gọi là vào khi chủ tịch vào vườn và cái kết đắng ấy, vườn cà phê trồng mùa mưa năm vừa rồi, trồng vào tháng 8 năm vừa rồi và là cà ghép thì trong cái diện tích là 1.500 cây thì đã bị mình nhổ bỏ gần 700 cây ở vòng 1, mà đại đa số là những cái cây đó nó đều bị lỗi rễ anh chị nhé, lỗi rễ. Thì như thế nào là lỗi rễ? Thì sau đây mình sẽ làm một cái clip mà để cùng chia sẻ với mọi người và xem rằng là cái cách xử lý của mọi người có giống mình hay là không, hay là mọi người sẽ có những cách xử lý nó sẽ hay hơn để tiết kiệm cái chi phí. Thì rất là hoan hỷ nếu như mọi người cùng để lại những cái cách làm của mình ở cái phần bình luận. Thì chúng ta sẽ vào cái phần chính. Đầu tiên là cái rễ ngồi anh chị này. Đó. Đây là cái rễ ngồi luôn. Thì thường thường nếu mà nó một cái cây cà phê mà nó bị lỗi á, bị lỗi rễ á, thì nó sẽ có một vài cái trường hợp như sau. Thứ nhất là lỗi rễ do rễ bị cong. Thứ hai là rễ ngồi. Thứ ba là rễ cọc quá nhiều, nghĩa là từ 2, 3 rễ cọc trở lên. Và thứ tư nữa là không có rễ cọc mà chỉ có rễ cám. Thứ năm nữa là có rễ cám nhưng chỉ có một vài cọng thôi, trong khi đó rễ cọc rất đẹp. Thì cái vườn của anh này, ngày hôm nay mình đi xem và mình review lại á, thì đại đa số nó rơi vào ở hai cái trường hợp. Thứ nhất là rễ cong, mà cong ở đây là cong ngồi chứ không phải là cong mà theo cái hình chữ S, X này kia đâu, hoặc là nó theo cái kiểu chữ Z luôn. Và thứ hai nữa là nhiều rễ, nhiều rễ thì nó chiếm tới hơn 90% là rơi vào trường hợp như thế. Ví dụ như cây này, cái này anh chị này, đó, đây là cái rễ rễ cong mà cái dạng mà dạng đứt gãy ngồi luôn. Đó, còn cái cây này thì nó tới hai cái rễ cong lận mà cái dạng ngồi luôn, nhưng mà trong cái quá trình mình nhổ nó bị đứt ra. Đó. Và tiếp theo là cái cây này, cái cây này á là nó rễ mà cái kiểu là rễ quấn, giống như là cây bonsai. Và đặc biệt là cái dịp Tết đây này, giống như là cái rễ của cây mai ấy anh chị. Đó, anh chị thấy không? Đấy. Anh chị nào chơi mai thì sẽ liên tưởng ngay. Và một cái bộ rễ tiếp theo nữa, đó là rễ rễ cọc anh chị này, rễ cái nó sẽ có từ hai rễ cái trở lên. Điển hình ví dụ như cây này nó có tới ba rễ cái, nhưng mà quá trình mình nhổ mình làm đứt mất một rễ này, gì thấy không? Đó, nó cũng giống như kiểu cái rễ của bonsai ha, đó nó quấn. Anh chị thấy đây một rễ này, đây một rễ này, và chỗ này một rễ này, và thành ra từ đoạn này trở xuống là ba rễ này. Đó. Và cái cây tiếp theo này vừa là cái rễ rễ cái, anh chị nhìn này, mình hay nói rễ cái nhưng mà có một số anh chị hay nói là rễ cọc anh chị. Đây này là nó có hai cái rễ rồi này,
Thì tới đoạn này thì nó lại tẻ thêm, nó tẻ thêm một một nhánh ấy nữa, một nhánh con nữa, là thành ra là cái rễ này nó tới bốn cái rễ lận, bốn cái rễ cọc lận đó. Cây tiếp theo là cũng là cái cây mà nó có tới hai cái rễ cọc luôn đó, rất là to và đẹp, đồng thời là cái rễ cám gỗ rất là dài anh chị này, mà nó thô lắm. Thòng lòng này đó, nhưng mà cái rễ ăn phân thì hầu như là nó rất là ít ha đó. Thì nhìn chung đối với những cái cây cà phê mà bị lỗi rễ như thế này á, thì nó sẽ phát triển rất là kém. Thường thường thì nó sẽ có hai cái khả năng để chúng ta nhận biết. Một á là vào mùa khô là cái thời điểm chúng ta rất là dễ nhận biết, tại vì mùa khô những cái cây mà rễ đẹp á nó sẽ biểu hiện ở hai cái trạng thái, một là trạng thái bị bệnh, hai nữa là cái trạng thái nó bị thiếu dinh dưỡng, gọi là thiếu chất đó. Thì để phân biệt kỹ hơn ở cái hai trạng thái đó thì chúng ta sẽ có những cái phần mà clip chia sẻ khác, chứ mình không đề cập ở phần này. Còn gọi là cái cách mình chúng ta nhận biết thứ hai, đó là những cái vườn mà chúng ta chăm sóc gọi là bình bình thôi, chúng ta không có quá chăm sóc, không có chế độ chăm sóc nó gọi là quá cao đó, thì nó sẽ rất là nhanh biểu hiện các trạng thái. Chẳng hạn như những cái cây đây này anh chị, khi anh chị chúng ta bỏ phân á thì nó sẽ phát đọt, nhưng anh chị để ý là đại đa số những cái bản lá mà nó gần sát cái thân á, thân cây á, hầu như là nó rụng đó, và đại đa số luôn cái bản lá nó phát ra thì nó không có to. Nó không có to các bạn lá như những cái cây mà có bộ rễ đẹp khác, nó sẽ nhỏ hơn, đồng thời là lá lúc nào nó cũng có cái trạng thái là nó hơi mo lại, gọi là buồn cái lá đó. Rồi thì nó sẽ kéo theo một số cái triệu chứng nấm bệnh này kia, ví dụ như là rỉ sắt hay là đốm mắt cua, thậm chí là có những cái biểu hiện của than thư đó, gọi là cứ đau ốm lặt vặt liên tục như vậy á đó. Thì chúng ta để ý. Và có một cái dấu hiệu nữa là đối với những cái cây mà nó bị lỗi ở rễ, đại đa số là nó sẽ ra chồi rất là nhiều, và mỗi lần nó ra chồi thì thường thường là cái chồi mới á nó sẽ nhìn trông sẽ ngon và đẹp hơn so với cái chồi cũ đó. Đặc biệt như cây này anh chị thấy này, chủ nhà đã cắt cái cây nguyên bản này và nuôi một cái chồi này đẹp hơn này, nhưng sau thời gian thì cũng ngắt ngang ngắt ngấm, rồi nuôi tiếp một chồi thứ hai này đó. Đây thì đối với những cái cây như thế này, nếu như chúng ta mà phát hiện ra được nó, đối với cái cách làm của mình sẽ xử lý ngay bằng cái cách là mình nhổ ngay chứ không để nữa. Và mình để ý một cái đặc điểm là đối với những cái rễ mà bị rễ quấn như thế này, mà nó gấp khúc gọi là đứt như thế này, hoặc là những cái rễ mà cái kiểu rễ ngồi như thế này, thì đại đa số là những cái cây đó rất là khó để cho chúng ta có trái để mà thu, bởi vì khi mà rễ rễ cọc mà nó bị gãy như thế thì cái quá trình mà vận chuyển dinh dưỡng nó bị cản trở như vậy, thì cái cây của chúng ta lúc nào nó cũng ở trạng thái là thiếu dinh dưỡng, do vậy là cái cây của chúng ta nó luôn luôn ở trạng thái kém phát triển, và đồng thời là do vì quá trình trao đổi chất nó bị tê liệt, bị suy yếu như vậy, thì những cái nấm bệnh tấn công nó rất là đơn giản, và những cái cây đó nó có xu hướng bị bệnh nhiều hơn so với những cái cây mà nó có bộ rễ nó khỏe đó. Thì còn đối với những cái cây mà nó bị có hai cái rễ cọc trở lên á, thì thông thường mình quan sát những cái cây như thế này, đại đa số đối với cây ở vườn mình là nó hay bị rụng lá rất là nhiều
và cái tỷ lệ đậu trái trong cái mùa mà mình làm bông á, thì nó sẽ không có cao so với những cái cây mà nó có cái bộ rễ rễ cọc một một rễ một đó. Và đồng thời là nó hay bị chết cành, nó hay bị chết cành chứ không phải là nó chết là do nấm bệnh hay là này kia, mà nó chết nó tự nhiên mà nó chết thôi đó. Thì đối với những cái cây mà nó bị như thế, bị lỗi rễ như thế thì gặp mình là mình sẽ xử lý ngay, mình sẽ nhổ ngay đó. Thì không biết là anh chị chúng ta có những cái cách nào mà chúng ta khắc phục được cái tình trạng này hay là không, hay là chúng ta có những cái cách làm gọi là giống như mình, thì anh chị nào có những cách làm khác hoặc là cùng quan điểm với mình thì để lại ở cái phần bình luận nhé. Và nếu mà nói về cái nguyên nhân nó gây ra cái tình trạng lỗi ở rễ thì nó sẽ có hai cái nguyên nhân anh chị nhé. Một là nguyên nhân xuất phát điểm từ quá trình chúng ta ươm cây giống. Hai là trong cái quá trình chúng ta canh tác, nghĩa là chúng ta trồng và chăm sóc. Đối với cái nguyên nhân mà rễ ngồi thì một phần nếu như quá trình cái rễ ngồi này từ chúng ta tính từ cái đáy bầu à, từ chúng ta tính từ cái mặt bầu trở xuống là nó nằm ở phần 1/3 so với cái mặt bầu, nghĩa là trồi lên mặt trên. Ví dụ như cái bầu của chúng ta ươm á là nó rơi vào tầm khoảng cỡ 12 cm, mà cái đoạn mà rễ cong là nó rơi vào tầm khoảng cỡ 3 tới 4 cm đổ lại á, thì cái lỗi đó là do cái vườn ươm. Trong cái quá trình chúng ta cắm cắm cái giống của chúng ta nó không được chuẩn, do đó nó khiến cho cái tình trạng rễ cong hoặc rễ ngồi. Còn nếu như mà cái rễ cong này mà nó nằm ở cái đoạn 10 cm trở xuống á, thì nó có cái khả năng ở cái trong vườn ươm là quá trình mà phát triển của cái rễ cọc là nó đâm tới cái phần đáy của bì và nó không không có cái đường nào để nó chui ra, và nó mòn theo những cái vết của cái bì là nó trở thành cái rễ cong. Thì trong cái quá trình đó thì chúng ta không thể đưa quy ra cái trách nhiệm đó là lỗi là do ở vườn vườn ươm, bởi vì trong cái quá trình chúng ta đem đi trồng á thì chúng ta phải phải cắt cái đoạn rễ đó đi, có nghĩa là hầu như 100% chúng ta trồng cây cà phê là chúng ta phải cắt rễ cọc, cắt rễ cọc và cái vết cắt của chúng ta là phải dứt khoát. Sau đó thì từ cái đoạn vết cắt của chúng ta nó sẽ mọc ra một cái rễ rễ cọc mới. Đó. Còn nếu mà chúng ta không cắt thì cây cà phê của chúng ta nó sẽ có cái rễ cong như thế này. Đó. Hay là như thế này. Đây là ví dụ như cây này lỗi là do quá trình ươm anh chị này. Chắc chắn luôn. Còn đối với cây này thì lỗi khả năng là do trong quá trình chúng ta đi trồng, chúng ta bỏ sót, chúng ta không cắt rễ này. Đó. Và cái này cũng vậy. Còn nếu mà nói về cái nguyên nhân, nói về có nhiều cái rễ 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 cọc á thì nó có nhiều nguyên nhân đó chị ha. Giờ thì mình sẽ nói ba nguyên nhân chính. Thứ nhất á là do quá trình chúng ta cắm cây vào bầu. Quá trình chúng ta cắm cây vào bầu, chúng ta sẽ có những cái thao tác nào đó nó khiến cho cái cơ chế sinh trưởng, gọi là cái hóc môn của cây á, nó làm cho cái cơ chế sinh trưởng nó bị ức chế và nó sẽ ra hai cái rễ cọc. Cũng có thể là bản chất của cây đó là nó đã có cái cơ chế đó rồi chứ không cần chúng ta tác động đó. Và cái thứ ba nữa là do trong cái quá trình mà chúng ta làm đất á, có thể là trong quá trình chúng ta làm đất là chúng ta làm không sạch, ví dụ như chẳng hạn như là có côn trùng hay bọ biếc hay là vi khuẩn nấm khuẩn này kia nó còn lại trong đất, và sau đó là khi chúng ta cắm cắm cái rễ vào cắm cái rễ cây ở vườn ươm thì những cái nấm khuẩn hoặc là bệnh những cái con đó nó sẽ ăn đi cái lớp mà rễ non đó, và từ cái đoạn mà nó chừa lại đó thì nó sẽ mọc
hai hoặc ba cái rễ rễ cọc khác. Đó. Cũng có thể là khi chúng ta cắt cái phần rễ cọc này, chúng ta cắm vào bì, thì cái đoạn mà từ cái đoạn chúng ta cắm, từ từ cái đoạn mà chúng ta cắt ngắt, nó không có dứt khoát, nó dẫn tới cái tình trạng là nó, cái đoạn từ cái vết vết đó nó sẽ ra nhiều cái rễ mới, nhiều cái rễ cọc mới. Đó. Thì đó là một trong những cái nguyên nhân. Thì nguyên nhân thì nó nhiều lắm, thì mình liệt kê 4-5 cái nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng cây cà phê nó có hai ba bốn rễ rễ cọc. Còn đối với rễ ngồi hay rễ quấn thì nó sẽ có hai trường hợp đó. Rễ ngồi thì nó sẽ khác và rễ quấn thì nó sẽ khác. Nếu như mà cái rễ ngồi này mà nó cái đoạn nó ngồi nó nằm ở như hồi nãy mình nói 1/3 cái bầu ươm, thì nếu mà số lượng ít thì có thể là rủi ro, hoặc là lúc nào nó cũng sẽ có những cái gọi là cái rủi ro như thế, chứ không thể nào 100% được cho dù có chuẩn hay là không chuẩn đi chăng nữa. Nhưng nếu như cái số lượng đó mà nó quá quá 15% thì do là cái nhà vườn nó ẩu. Còn nếu mà nó nằm ở tỷ lệ 50-50 á, 50%, chẳng hạn như ta mua 100 cây về, hoặc là 1.000 cây mà nó bị tới 100 cây, hoặc là 50 cây, hoặc là 500 cây, tỷ lệ 50-50 như vậy, thì cái nhà vườn đó nó quá yếu, chúng ta lo né. Đó. Còn rễ cong, nếu mà nó cong bình thường thì không sao chị ha, nó cong bình thường thì không sao, vẫn ok, nhưng mà nó đã ngồi như thế này thì bỏ đi. Còn rễ như thế này cũng cũng bỏ đi. Đó. Anh chị chú ý là nếu mà cái rễ mà rễ ngồi như thế này mà nó cái bì của chúng ta là nó thường thường là bì ươm cà phê là nó rơi vào tầm khoảng 8 cho tới 12 sen thôi. Và nếu như cái đoạn mà nó bị như thế này đó, anh chị thấy không? Gần 20 này. Đó. Thì cái quá trình này là cái quá trình do chúng ta trồng mà chúng ta không có cắt nè. Đó. Rất hay, rất rất có gọi là mình rất hay nghe rất là nhiều anh chị cô chú chúng ta hay đổ thừa cho vườn ươm này. Đó. Ở đây mình không có bao nhiêu vườn ươm mà mình muốn chỉ từng cái một. Đó. Còn như thế này thì do vườn ươm rồi này, do quá trình chúng ta ươm này. Đó. Còn nếu mà bị hai ba rễ như thế này thì cái đó thì chúng ta phải phân tích sâu hơn nữa. Như hai cái cây đây này là do chúng ta này, do quá trình trồng này. Và hồi nãy có nói chuyện với anh chủ vườn thì anh chủ vườn có nói là kêu công trồng và không gọi là không giám sát, không kỹ càng. Đó. Thì chắc chắn là do mình trồng đó đây này. Còn đối với cây này thì do quá trình chúng ta ươm ngồi trong gió chơi 30 Tết, và đồng thời là nói ra một số cách xử lý của mình đối với những cái cây cà phê bị lỗi rễ. Thì không biết là cô chú anh chị nào chúng ta có những cái cách giải quyết nào khác hay không, hay là chúng ta sử dụng cái giải pháp gọi là quốc quốc tuyệt kỹ. À, ok, bây giờ thì mình xin phép sẽ dừng lại cái clip tại đây. Anh chị nào có những cái cách giải quyết hay thì chúng ta để lại cái phần bình luận nhé. Cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài và phát lộc, sang năm được mùa và được được giá. Chúc anh chị đi chơi Tết bình an.